Đây là cổng chính. Trong này hay sao ấy? Hả? Trong này. Trong này có ấy. Đâu, em vẫn dùng số cũ à? Sao dùng hai số đây, máy à. Máy bé đây. À đây. Này. Máy nhà gọi hôm mà vừa đi lười quá thế là mình lấy Facebook là ấn luôn. Cái số cũ anh vẫn lưu hả? Ừ. Máy bé. Vừa đi tiện lấy luôn cái này gọi. Bây giờ nó làm ra cái khoảng trường này đẹp nhỉ. Thấy có cá. Ui. Đẹp lắm này. Cá rô. Đâu, cá rô đâu. Cá rô gì thế? Đặt xuống nữa nghe. Cá rô gì thế? Ừ như ở đây là lúc người ta thả phóng sinh ấy, là người ta thả nhiều loại cá. Cá này nó ăn cơ, nó ăn đồ ăn nhiều nó quen đấy, nó ăn kiểu nó ăn đồ ăn nhiều nó quen đấy, cứ người đứng ở đâu là nó bu ở chỗ đấy, chỗ kia làm gì có cá đấy, toàn bu ở đây gì sương mờ mới nhảy luôn. Bên này sao anh ạ? Đi bên này. Hôm nay nó không có ngựa. Trước nó có ngựa ở đây để cho mình đi à, trèo lên đi thử. Hình như là chỉ mới đoạn mới đầu thôi chứ giờ ngựa ở đấy chẳng ai chăm được. Giờ ngựa ra hết nhà hàng rồi. Ngựa giờ 7 món hết rồi. Tí nữa đi chợ đi về là mình sẽ đi dưới này đi chợ. Bây giờ đi là mình đi thẳng thôi. Trong kia mình chưa vào thử bao giờ. Trong khu kia chưa vào thử nhưng mà chắc là chỉ là quảng chiếu chỗ thắp hương. Đây chợ dưới này. Tí nữa trên đường về là mình sẽ xuống chợ tí. Dạ cháu cũng chuẩn bị rồi ạ. Đi thẳng vào kia là ra chân núi. Ừ. Năm trước nữa đi là chưa có cái đường kiểu trúc này. Làm ai đi mới có ấy. Đây vào đến chân núi rồi. Đây, cái chỗ gửi xe ngày xưa là thế này. Gửi tận vào đây luôn. Bây giờ nó dẹp hết đi làm quảng trường rồi. Ngày xưa mình nhớ là đi xe máy nên tận đây gửi ở đây luôn. Cái cầu này nhiều người đã chụp ảnh cưới đây cực. Cái cầu này này. Rất nhiều người chụp ảnh cưới ở đây. Còn đâu nó mới sập nè.
lâu lắm rồi ấy. Cách đây gần chục năm mình đi đã có rồi, có trước ở đấy rồi. Lấy là lác đác bắt đầu con người lên đấy. Ôi. Cái chỗ đi cẩn thận đấy, có cái chỗ nó hơi lõm lõm ấy. Đấy, đấy. Nó hơi lõm lõm. Rồi, bắt đầu leo rồi. Đây là điểm đầu tiên xuất phát. Bây giờ là nó hết ấy rồi, hết mấy cái ngày nghỉ lễ thành ra này, hai bên đường này vắng nhỉ, chứ không rồi đông nghẹt hai bên đường bán hàng. Điểm đến đầu tiên từ chân núi chùa Giải Oan. Đây là những bước đầu tiên. Từ chùa Giải Oan đi ra nè. Cái bó gối á. Năm ngoái nó cấm không đi chứ. Yên Tử em muốn đi những cái ngày này nó vắng này. Một mình một đường. Dịch dã này đi đông sợ. Từ 1/10 của chặng đường này. Hôm nay đi vắng. Sướng. Và hôm nay đi vắng đi thích. Không phải chờ đợi ai kìa. Đồng với cái cùng nhau lộn. Đến Tùng Trúc. Mình đi đường bên này đi. Bên này nó hơi dốc một tí nhưng nó gần hơn ra không ấy. Gần đây à? Đoán thế. Hôm mọi năm vẫn đi thế mà. Đây chùa Hoa Yên. Mình đi đường Trúc. Đường Tùng bên này. Hoa Yên ngay bên trên. Đường Trúc này nó sẽ dốc hơn tí. Mà không phải một tí đâu, nhiều tí. Nhưng mà nó gần hơn. Đường ở dưới là đường Tùng nhỉ. Mình đang đi đường Trúc đúng không? Kìa người ta đang đi đường Trúc. À đâu đường Tùng nhé. Đường Tùng ở dưới. Mình đi đường Trúc lên. Đường Tùng nó xoải hơn, nó không có bậc. Rồi. Đến chân của dốc lên Hoa Yên. Đấy. Đến chân rồi. Sắp đến Hoa Yên, sắp được nghỉ chân. Đấy, đây là chân Hoa Yên.
trang trí. Đây là tháp Quang Kim. Thôi, trong cái đông anh khấn thì khấn ở ngoài nữa, bên trong đông á. Ừ. Chùa Chính Hoa Yên ở trên kia. Đúng không? Mọi năm có trăng này đâu. Đâu? Anh biết là sao? Ngày mai mùng 10 là ngày lễ Yên Tử. À. Đấy. Ngày mai là ngày mùng 10 ngày. Ngày đi đông lắm. Ừ, thế nên là mình đi trước một hôm là cũng đúng thôi. Ngày mai mùng 10 là lễ Yên Tử. Thế nên là rất là đông. Thế mai là bắt đầu là người ta đã trang trí. Mờ luôn, sương, không nhìn thấy gì đường luôn. Quay này để cho bà xem. Bà anh bao nhiêu tuổi rồi? Bà anh giờ bởi mấy rồi đấy. Bà anh rồi. Mấy bà thích chùa lắm. Bà tuổi ta. Cái bà dịch giã này không đi được. Ừ. Đúng rồi, anh không đi được đâu. Đi giờ chỉ có đi cắt keo thôi chứ neo không neo được rồi. Giờ hết rồi. Đã đến chùa Hoa Yên. Đây là bên sườn Hoa Yên. Bắt đầu đi sang bên này là lên chùa, chùa thì gọi là gì rồi? Chùa bán mái hay chùa một mái thì đó. Trên đấy nó có cái gì nhỉ? Và đến lấy nước suối. Người ta gọi là nước suối tiên hay suối thánh gì đấy. Nước thánh. Ừ, nước thánh ấy. Trên đây lấy cái nước đấy là bắt đầu là uống hoặc là rửa mặt. Để uống và rửa mặt là xin, gọi là xin lọc ấy, xin sức khỏe. Ở ngay bên trên kia đó. Tí này đến nơi thì mình sẽ vào mình quay cho các bạn xem. Đúng rồi, dưới đấy là dưới này là mới xây thêm những cái khu nghỉ dưỡng nhà ăn này. Tí lên nơi mình sẽ quay cho các bạn nơi để lấy. Và nên đây mình sẽ quay cho các bạn chỗ để lấy cái nước thánh đấy. Thực ra là mọi người cái bảo đây là nước thánh nhưng thực ra nó là nước suối tự nhiên, nó chảy ở trong ngầm của cái chùa một mái đấy. Nó chảy quanh năm ngày tháng không bao giờ hết luôn đấy. Mọi người đi đây là ai cũng phải đi xin lọc, xin nước đấy để lấy lọc. Kìa, chở một mái ngay trên kia rồi. Núi. Em đi theo đường đi mẹ bảo. Kia là chở một mái đấy. Chở một mái. Tí mình đi, anh em đi vào trong em xin
xin tí nước lọc. Ừ đúng rồi. Hoặc đổ hết cái nước đi, tí anh em lấy một chai đấy. Đông quá, đợi đội kia giải tỏa đi để mình lên. Nỡ chen chúc nhau. Hôm nay đi cũng đỡ đấy. Cái hôm cái hôm trước đi nhá, em đố anh vào kia anh xin được nước luôn. Đố luôn đấy. Đông dã man luôn. Có những cái năm mà mình đi nó đông quá mà mình đứng ngoài thật. Mình thậm chí không vào được, mình thả tiền đấy, mình nhờ người trong anh ấy múc hộ em chai nước, không thể lấy được luôn. Đây. Mình quay video thôi. Cho ông anh nó lấy bên trong sợ đông. Em thật lễ anh nhé. Ừ. Đây. Anh ấy đi tím lần đấy cho. Đấy. Cứ xin chai là để cái lọc ở đây, sau đó là xin nước. Run hả? Đấy. Nước ở trong đấy lúc nào cũng chảy. Quanh năm ngày tháng chứ không bao giờ cạn. Không phải là trời mà lúc nào cũng đọng nước như này. Ừ. Không bao giờ cạn như thế chỗ này luôn. Mà nước ở đây trong lắm. Tôi uống nước đấy ngọt. Nó như nước mưa ngày xưa ấy. Ok đây. Để cái này ra. Thì thác lắm nhỉ. Ông ơi. Hay nhỉ, cái này bao nhiêu người múc mà không cạn. Ừ. Ok. Mình lấy nước xong rồi. Lấy nước với cả lễ bái đã xong. Đây. Ngôi chùa này đặc biệt một cái là áp một lửa mái vào rồi. Từ vách núi kia áp ra ngoài. Còn mặt bên trên kia là núi, áp vào tường. Áp vào núi. Đó. Lưng thì áp vào núi. Đây, trong đây là núi luôn, tường núi luôn. Đấy, đấy người ta gọi lý do là sao gọi là chùa một mái. Mái dịch không đi được thôi, hôm nay cung đức. Nước lọc. Có làm hơi không? Có chứ. Phải làm một hơi chứ. Làm một hơi xong rồi, rửa tí mặt anh ạ. Nhưng mà phải nói là đi vào đây cảm giác người nó nhẹ nhàng. Ừ, nhưng mà khỏe đi. Đi đến đây là không thấy mệt nữa. Em xin tí rửa tí mặt. Mình may. Đấy. Phải uống xong thì rửa tí lên mặt để lấy may. Gậy đây. Đây, tiếp tục cuộc hành trình thôi. Rửa mặt để cho một năm mới sáng sủa. Sáng ngời. Mấy năm dịch vừa rồi này. Không được sáng lắm. Cái này là chắc chắn là phải đi bộ chứ không đi xe máy được rồi. Mọi năm đông quá nè. Cứ đùn đít nhau. Anh qua làm anh đi leo lý. Đến cái đoạn gấp khúc rồi. Từ đây lên chùa Đồng nó siêu dốc. Dốc đứng luôn. Dốc đứng như này luôn. Ơ. Năm đâu chắc là người ta bán mấy hôm rồi. Mai là lễ hội Yên Tử ấy, chắc là sẽ đông lắm ấy. Ôi giời ơi.
Đấy, dốc ngược lên trên. Hôm nay đi là cũng may luôn. Đúng đến nơi gửi xe cái này tạnh mưa. Thế là lên đây là mát trời luôn. Tôi đi ăn sáng. Chạy gần chết. Chạy hai phát. Làm quả trứng trần buổi sáng hết ý luôn. Không, chính ra trứng trần chỉ lấy mỗi lòng đỏ thôi. Không, lòng trắng với điều kiện lòng trắng phải thần chín. Ừ. Lòng đỏ để tái. Một cái đây. Rồi. Một quái xoài cũng mời như thôi. Làm cái chút chít mới ăn tí xoài rồi lấy sức đi. Ăn đi lấy sức mà lên. Cho em hai túi xúc xích. Sao là hai túi xúc xích? Là hai cái. Hai cái xúc xích. Đây bọn chị là một túi ấy. Thì chị quảng cáo là túi thì gọi là túi. Mình đi đâu mình phải theo đấy. Một túi, một túi là 10 cái bán thế nỗ. Ok. Em xin một tí. Cho cái chỗ cắt cắt lên. Vâng. Chỗ cắt cắt thế là cắt gì cho tương ớt. Quá ok luôn. Hội sao biết nhìn là biết. Người trong nghề nhìn hết rồi nhận ra nhau hay cho quân tử hết nó như là quán lẫn cả học nghề lẫn cả nhân viên. Ừ. Cũng xúc xích này nhá. Mình mua về mình giá không bao giờ ngon. Chẳng hiểu luôn. Đâu, đi ăn bao giờ mất tiền cũng ngon hơn. Ừ, hay là thế. Mình giá không bao giờ được giá vị này. Có hiểu, không hiểu được. Thôi lại thêm tán rưỡi chị ơi. Nó cũng chỉ thế này thôi, cũng chỉ là giá thôi, có gì đâu. Thế buồn cười. Thế mới gọi là buồn cười. Xong chị lại cắm em vào cái này nhá. Em ủng hộ chị đi, có 10.000 đồng. Rồi em ăn rồi, em không nheo rồi. Cũng 10.000 cái. Sáng rồi em không dám ăn gì để em nheo. Em cứ ăn hút xích để chị đi rồi lấy sức leo. Bạn em nó nặng bụng lắm. Nheo ăn xong nó truyền nó ăn nheo mãi lên từ đây rồi ăn đấy nó rất là mà ăn nữa thì đúng là lăn lên à. Trời ơi, điếu thuốc nào đây đi ạ? Tao chị vác điếu thuốc nào đây nhá. Sang năm. Ơ, lúc nào chị vác bộ lên đây à? Vài bộ rồi. Đây chỉ cần một cái thùng xốp vào đây nhỉ? Đeo ba lô thôi, chứ một ba lô đầy là được. À. Xong rồi xốp rất phất đây. Đây. Này con chị chắc lớn lắm đấy nhỉ? Ôi, coi là chị nó chồng hết rồi. Đấy, thấy chưa? Bán chuẩn không? Ông, chị thấy cái chém gió. Ở trên này đó, các chị lấy sầm sớm. Vâng, cũng mấy chuyện rồi. Thế mà con chị ấy năm nay cũng 46 rồi. Ui, 46 rồi mà. Bằng tuổi mẹ mình rồi. 46 rồi. Thế nào cô bằng tuổi mẹ hay? Ừ, mẹ em trẻ rồi. Mẹ em gần mẹ em xí xoát 50 rồi. Thì cô 46 à? Đúng rồi. Đấy, thì cô kém mẹ em có 2-3 tuổi. Học cái nữa. Cũng chẳng trẻ đâu, bây giờ vất vả rồi, kiếm sống rồi chứ. Ngày nào cũng phải ăn ba cái thì cũng chưa bằng một gói mì tôm xích ở đây. Mì tôm xích mỗi là cái gì ở đây bán cả mì tôm xúc xích luôn. Mì tôm là có nghĩa là mỗi gói mì tôm mới lại cho nước vào thôi, nó là 50.000 đồng. Ui, không có xúc xích. Đúng rồi, tôm cánh lên. Tức là không có gia vị à, không có ăn cùng luôn. Ờ, gọi là một bát mì tôm không người lái. Không người lái là 50.000. Vác được lên từ chân núi lên tận đây. Mà lên tận chùa đồng mà chỗ. Ủa cái chỗ chùa đồng ấy chắc còn đắt hơn nữa. Nên đâu, chùa đồng. Lên tận đấy mới có, lên chỗ cái sân tượng to đấy. À rồi đúng rồi. Trên đấy có chỗ nghỉ đúng rồi đúng rồi. Đấy. Mình chưa ăn trên đấy bao giờ. Trên đấy còn mất phí chỗ gọi chỗ ngồi. Rất là nhiều luôn. Neo bao nhiêu năm nay rồi mà chưa ấy. Tháng ấy. Ủa. Thế nó mới đắt vậy. Căng ấy nhỉ. Ừ, cái chú ở chỗ đấy mình ngồi mình nghỉ ở dưới kia nha, chú bảo 150 triệu. Đấy. Một tháng.
À đúng, 1 năm, nhưng mà đấy ở dưới chân. Chỉ được 1 tháng thôi, ý 1 tháng thôi chứ nó không bao giờ có. Tức là nhá, anh đóng 1 năm ở đây nhưng mà chỉ kinh doanh được trong 1 tháng này thôi. 1 tháng thôi. Chứ còn những tháng khác làm gì còn ai neo đâu. Ai leo. Đúng không? Gọi là lác đác. Nói chung là thầu đắt thì các em ăn thì lại phải đến chỗ thì... Cái đấy là phải giá rồi. Phải giá thôi, chứ không phải đắt không đâu. Không tránh được. Đắt đâu nhưng mà nó chỉ là... Chú thế kia chú bảo 150 triệu 1 năm. Người ta thuê là quá 150 đó. Triệu một năm. Người ta hiểu người ta... Nhưng mà một năm đúng là chỉ kinh doanh mỗi tháng Tết thôi nhỉ? Mỗi tháng. Còn tất cả những tháng khác là coi như đóng cửa. Chỉ cho mỗi thứ bảy chủ nhật. À. Đại cho thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật vẫn có người neo không? Ngày thường. Ngày thường có mà. Ờ. Có mà. Thứ bảy chủ nhật. Những người vùng xa ấy. Người ta xa mới lại những người ta không đi được cái. Ví dụ như Quảng người ta... Việt Nam chẳng hạn. Hoặc là nhiều người ta thích leo núi. Nhiều người rất thích leo núi người ta vẫn neo. Mà không có gì cả, cứ tháng 3, tháng 4 mới lại khách Hàn Quốc mới lại miền Nam ấy, người ta mới ra. À, ừ đúng không? Ở trong đấy ra nhiều mà. Trong đấy ra nhiều. Chẳng biết Tết xong người ta mới ra chưa? Phải chuyển ra cũng đông lắm. Nhưng mà từ ngày có dịch là không có khách nước ngoài luôn. Dịch nước ngoài rồi. Năm ngoái là đóng nhỉ? Đóng. Năm ngoái là Yên Tử là đóng. Đóng. Năm ngoái em mình có đi được đâu. Cho nên thì năm nay không bán, không ai bán, mỗi mình cô đi. Ừ, đoạn dưới kia cũng không ai ngồi. Bởi vì năm nay nó dịch, nó không có người ít. Đúng rồi. Người ta cũng không bán đi, bán ngày cũng được bao nhiêu đâu. Người ta đi được 100, 200 thì người ta đi công ty hết rồi. Ừ. Bây giờ đi làm công nhân anh chị. Công nhân thì nó còn được 200, 300 chứ bây giờ đi làm. Mà một tháng còn được lương cứng. Đấy. Lương cứng của nó bây giờ nó cũng được 9 triệu, mấy 10 triệu. Nếu mà tăng ca được hơn 10 triệu. Đấy. Nhằm tăng ca hơn 10 triệu. Bây giờ nó có ấy đâu, nó có đi như này ở đâu. Ừ, đúng. Thì vẫn ví dụ như là... Không Covid thì cũng đi ngay không? Không Covid thì đông vui lắm. Xài có chua không? Nhìn có. Không, có súp của nó mà. Có lấy cháu túi đi. Ừ, nhằm nốt túi rồi anh em mình chuẩn bị lên đường rồi. Bị... Năm ngoái nó mở được có đúng 4 năm này. Chuẩn bị lướt thôi. Đâu, năm ngoái không đi được, năm trước rồi. Năm kia. Thôi cô bán hàng, bọn cháu đi tiếp à. À, được rồi. Chúc cô làm mới vui vẻ nhé. Vâng, chào cảm ơn. Chào cảm ơn. Lên đường. Chùa vào sai. Dốc đứng ngược luôn. Quả này quả gì anh biết không? Ừ. Sung ấy. Ui. Quả sung to thật đấy. Sung ấy quả gì? Đây là đúng quả sung không? Đây đúng quả sung không? Sung đấy. Đúng quả sung không nhỉ? Ừ đúng rồi, hình như bên trong nó ruột của nó màu hồng. Ừ to nhỉ. Này. To đùng. Kín cây luôn. Nhiều vãi. Nhiều cây sung ấy. Này, trên lại có cây nữa này. Trên này nhiều chưa? Trên này hình như chín này. Quả này hình như chín rồi, này một vòng vàng này. Ở đây có một quả luôn này. Ủa nó cứng vãi. Nó như đá luôn ấy. Ui. Ui. Nó cứng như đá luôn. Không, hình như không phải sung đâu ấy. Sung. Sung thì cứng nhỉ. Lá to gấp đôi lá gấp ba lần. Sợ nhỉ. Lúc đầu mình nhìn tưởng lá bàng ấy không. Đâu. Nó to gấp mấy lần lá bàng. Đó. To hơn lá bàng. Chẳng sợ nhỉ. Amen. À, hình như bên anh ạ. Anh đi tiếp bên này là sang bên sang tiếp cái nối lên trên bên kia. Còn lên trên này, lên trên này là để thắp hương. Dạ. Vâng đấy, anh đi xuôi tiếp lối này là lối lên.
nên thắp hương ấy. Rồi anh em mình chiến tiếp. Thắp hương ạ. Bộ đội đóng cái này nhiều á. Kiểu dưới hầm ấy nhỉ. Ừ. Khóa nó han gì luôn này. Kiểu nấu nóng không ai ở đây ấy. Không có dấu hiệu mở cửa luôn. Thôi không. Không dấu hiệu mở cửa luôn. Không, bên trong có gì nhỉ? Đi. Không nghịch. Không nghịch những cái chỗ mình không biết. Cụ thì đang thờ ở trên đỉnh hàng ấy. Ừ. Ôi giờ ninh đeo cái nào nữa. Trên này đủ đóng nhiều mà. Bộ đội ở trên này thì bỏ mạng nhiều lắm, chết nhiều. Đến tượng Phật Hoàng 160m, hòn chùa Đồng 650m nữa, đỉnh Mờ Sương. À, chuẩn bị đến tượng Phật Đồng. Ui, hôm nay sương mù. Đây là cột đá. À, đây là tượng An Kỳ Sinh. Đây là tượng đá An Kỳ Sinh. Trên kia là tượng Phật, tượng Đồng. Đã đến nơi. Tượng Đồng nguyên khối. Hôm nay trời sương máu á, không nhìn thấy được. Đang ở trên ngọn tháp của chuông Đồng. Lấy may để ví. Ví lên trên chùa Đồng Pha, chuông Đồng với chiêng Đồng ở trên đấy nữa. Đây, em quên mất anh có tờ này. Em chuẩn bị hết lấy tờ sơ đi đẹp rồi. Tờ sơ đi đẹp. Tờ này không tiêu điểm. Tờ thứ 2. Được luôn đấy, lấy tờ đấy sang để ấy. Bên kia là tháp chiêng. Nhưng mà tháp chiêng phải lúc về. Lúc đi là đi qua tháp chuông. Còn lúc về là qua tháp chiêng. Xa lấy may. Thằng
đông ha. Đây anh em mình xuống đi, xong rồi bay mẹ cả tờ ngũ chín. Ừ. Rốt đấy. Thì quả đấy ngập sâu quá rồi. Đi, anh em mình xuống lên tiếp chỗ đồng thôi, xong rồi lên đến xoa tiếp. Quả ngũ chín quả số quá đẹp luôn. Đấy, đằng sau. Đằng sau lưng tượng Phật. Chuẩn bị lên tiếp ấy. Trên kia là đỉnh chùa Đồng rồi đấy. Đây, leo mấy cái đá này là lên đỉnh chùa Đồng rồi. Đoạn này cũng cầu thang. Đoạn hết cầu thang này là lên đỉnh rồi. Cố lên. Đúng rồi đấy. Phải nói người ta leo, người ta gác được chùa Đồng trên đỉnh đẳng cấp. Chứ gì nữa. Đấy, anh em ở đây vừa mang ở cái chuyển lên này. Tượng Phật chùa Đồng này là đúc nguyên khối 100% ở trên này luôn, đúc tại trên đỉnh núi này luôn. Tượng này á? Ừ. Anh nghĩ gì có máy bay nào chở được cái bức tượng này lên trên đây? Đúc nguyên khối, đúc tại chỗ. Cái năm em đi là năm 2011 hay 12 ấy, là người ta đang quây tôn xung quanh như này, người ta đang đúc đồng ở đây. Cả chùa Đồng ở trên đỉnh này nữa là cũng đúc nguyên khối. Đúc nguyên khối tại chỗ. Tức là chỉ chuyển nguyên vật liệu lên đây và đúc tại chỗ luôn. Thì là mới có thể được. Chứ anh nghĩ gì mà cả một bức tượng to như kia mà máy bay chở lên đây làm sao được, không thể nào được luôn. Đấy, năm 2012 là 2011 đấy, tầm đấy là em lên đây ấy, là người ta đang đúc. Đó. Cuộn chiếu. Dết. Dết con. Bật Google Maps đi. Xuống cáp à? Ở đây là đường bộ hay đường cáp? Đi đường nào cũng xuống cáp tượng Phật đó mà. À đúng rồi, đường nào cũng xuống. Đường đấy đường bộ hay đường cáp vậy bạn? Đường bộ hết ạ. Đường bộ hết. Giờ đấy có cả cáp luôn. Cứ đi dưới xuôi là gặp cáp. Xuống cái tượng Phật to đấy mà. Đây rồi. Đến rồi. Xin kiểu ảnh chụp ở đây thôi. Đỉnh Thế Nhân Tử. Đội này là mang cả đồ lên đây để lướng luôn. Đấy, có thời gian thì mình mới đi được kiểu đấy. Hoặc là nguyên một ngày là người ta ở trên này buổi trưa chẳng hạn, xong rồi chiều người ta mới xuống. Đi kiểu là ngắm chặn hay là hôm nay đi sao đi năm nay đi cảm giác đường nó dễ đi nhỉ, hay là nó vắng là trên vắng tanh luôn. Làm chưa anh em đi đây, còn phải chèo bờ đá đấy, chèo đoạn giữa này này. Năm nay nó kín mít rồi. Nên xoa chuông, xoa chùa. Nheo này nó đỡ cuồng. Nheo một cầu thang nó cứ đều nữa. Tí chân cuồng hết cả chân. Đấy. Sắp đến nơi rồi. Đến nơi rồi. Đỉnh chùa Đồng. Đấy. Người ta cũng đang xoa chuông này, lấy tiền xoa chuông để may. Học sinh bác
đi chủ hương thì mua cánh đá và để chùa đồng qua lá cô bình an ạ. Cô bình an thì sao trường đến mai mua thêm của ta để mình mà sạch ra xa đi, ra xa đi. Này đã sang xa, có rất nhiều người đang xa luôn. Đỉnh Chùa Đồng. Đây, ngã bên này là chiêng, ngã đi xuống. Bây giờ ra xoa chiêng nữa, xong rồi bắt đầu đi xuống thôi. Tại đồng đội đi xuống thôi. Đây, mọi người đông chưa? Đấy, đây là Chùa Đồng, đỉnh Chùa Đồng. Đây là cái chiêng, chiêng đồng. Ra bên xa chiêng rồi đi xuống thôi. Về 4.000m. Kìa Chùa Đồng ở đằng sau. Bây giờ chuẩn bị đường về 4.000m. Đi thôi, chuẩn bị hành trình đi về. Từ trên này xuống chắc chẳng có gì hay đâu. Mình chắc sẽ không quay nữa, và xuống dưới thì mình dưới chân mình sẽ quay chợ, dưới đấy nó có chợ, tầm này xuống là đã có chợ rồi. Xuống đấy mình sẽ xuống cái chân núi, mình sẽ quay cái chợ ở dưới chân núi Yên Từ. Ok, về đây. Ê, xuống đến chân rồi, đang trên đường về. Hôm nay có vẻ hơi vắng ấy. Hôm nay có vẻ không đông lắm. Chắc là vào kiếm về cái mua một ít đồ thắp hương rồi về thôi.